Xin chào tất cả các bạn nha. Mọi người ơi, mình đã tới nơi rồi. Còn đây là cái ốc nón, là nó như cái nón vậy đó các bạn, thấy không? Thấy nó bự không? Chào mọi người. Chiến này ghẹ ngon đó các bạn. Cua này ngon ha, cua này chắc ha. Đâm cua lủng. Các bạn thân yêu của Sinh nha, chào mọi người. Các bạn ơi, hôm nay thì là một ngày rất là mát mẻ nha các bạn. Thì bây giờ mình xin đi thử thách một ngày. Một ngày này coi thử coi là mình bắt được cái gì. Rồi sau đó mình sẽ đem về ngay tại cái sàn nhà mình đó, để mình luộc và mình ăn nha mọi người. Nếu mà có ốc, có cá thì mình luộc hoặc là mình nướng gì đó. Đó. Thì ở đảo này có cái gì thì mình sẽ quay cho mọi người xem, và mình sẽ cho mọi người thưởng thức và xem cách ăn uống và sống ở đảo mình có những cái gì đó. Thì bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, thì chúng ta bắt đầu đi thử thách cho một ngày này coi thử coi mình bắt được cái gì ha mọi người. Bây giờ mời mọi người đi kiếm ốc cho mình nha, kiếm ốc hoặc là kiếm cá, kiếm cua đi các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn nha. Mọi người ơi, mình đã tới nơi rồi. Đó. Đây là lần thứ hai, cũng là chung là mình sẽ bắt đầu đi kiếm ốc nha mọi người. Đó, bây giờ là mình sẽ mời mọi người thử thách với mình thêm một ngày nữa nha. Đây là ngày thứ hai để mình đi thử thách coi ốc này được bao nhiêu, với lại mình đi bắt được bao nhiêu ốc và bao nhiêu cua ha mọi người. Đó, bây giờ chúng bắt đầu mời mọi người cùng đi bắt ốc với mình nha. Thì lần ốc của mình chứ. Để coi được bao nhiêu rồi mình về mình thưởng thức ngay chỗ cái sàn nhà mình đó các bạn. Đi thôi mọi người. Từ từ từ. Này dốc quá các bạn ơi. À. À, đi từ từ xuống đi. Ê. Ở đây là mấy cái mộ của người ta mọi người. Đó. Mình hạn chế quay mộ người ta nha, nghĩa là mình chỉ quay sơ sơ vậy thôi. Đây, giờ mình sẽ ra cái bờ sông này nè để mà mình lặn nha mọi người. Đó, xung quanh mình là có một số ốc nè. Rồi cua cá mú nè, để coi thử coi ở đây như nào nha mọi người. Mình có đi với một số mấy đứa cháu mình đó các bạn, để mà đi tắm rồi đi lặn luôn, nó rất là thích nha mọi người. Nói chung là biển đây rất là trong nha các bạn. Đó, mọi người thấy không? Đó, ở đây rất là mát. Vừa rồi thì mình cũng có quay một cái cảnh dưới đây về cái món ốc cho mọi người xem, ở đây rất là mát nha. Đó, bây giờ là mình sẽ đi lặn mọi người. Mình sẽ lặn coi ở đây được bao nhiêu ốc, bao nhiêu cua nha. Nè, mình có mang dép mà, mình mua dép mới nữa không? Để mà đi xuống biển phải mang dép, chứ thôi là đứt chân chết luôn mọi người. Đó. Đơn giản đâu.
bạn thấy không? Thôi bây giờ mình bắt đầu lặn với các bạn ơi. Giờ bắt đầu mình lặn kiếm ốc nha, kiếm cua nha. Đó, đây quá trời im lặng các bạn ơi. Đó, đây là những thành viên của mình nha các bạn. Đó. Nói chung là mấy bé ở đây cũng rất là năng động, với lại lặn rất là giỏi nha. Đó. Tại vì đến nó ở biển mà. Giờ bắt đầu chúng ta đi bắt các bạn ơi, đi thôi. Mình mời mọi người cùng mình bắt đầu đi xuống biển kiếm mấy con ốc rồi các bạn. Trời nắng lắm các bạn ơi. Đi theo các bạn. Mấy cái nè, nước nè, để mình uống khát nước bạn lặn khác rồi. Lại mấy cái mì để mình đói nữa. Thấy không? Để mình đói này kia, để mình ăn. Chuẩn bị mấy nước uống này để mà mình lặn các bạn, chứ em lặn. Đó, trong một ngày này không biết là bao nhiêu ốc, bao nhiêu cua nha. Để mình coi thử coi. Rồi bắt đầu xuống biển các bạn ơi. Mọi người, đó, mình đã chuẩn bị một cái mắt kiến mới nè mọi người, để lát nữa mình xuống biển nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái mắt kiến ở mình là bán 30k cái này đó các bạn. Đó, tùy theo các bạn nha. Miễn sao có mắt kiến xuống biển là mình thấy được là ngon lành rồi. Giờ mình đi xuống biển mọi người. Ốc gì đó mọi người ơi, bả ốc luôn.
bạn ơi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu bắt mấy con ốc hương nha mọi người. Ốc hương nãy mình chỉ các bạn rất là nhiều nha. Đây đâu mà các bạn. Quá giỏi hương rồi bạn ơi. Thấy không? Quá giỏi hương rồi mọi người. Ốc này là ốc hương nè. Rất là nhiều nha các bạn. Bây giờ là mình bắt đầu bắt mọi người. Bắt ốc này về ăn thêm nha. Quá trời nhiều các bạn ơi. À, các bạn thấy không? Rất là nhiều nha mọi người. À. Ốc quá trời luôn các bạn ơi. Nhìn các bạn. Quá trời ốc luôn rồi. Ốc này có thể ăn được nha. Nói chung là ốc này ốc gạo, ở mình là ốc gạo hay ốc hương vậy đó. Rất là ngon. Bây giờ mình bắt ốc mọi người ơi. Đó. Các bạn. Ốc rất nhiều nha mọi người. Mình vừa khoai lặn là chắc cũng cỡ tầm vài ký nha. Rất nhiều. Rất nhiều nha. Mình đang đi cùng những nhỏ cháu bắt. Nó bắt rất nhiều mọi người. Ốc này là ốc của thiên nhiên mới tạo ra. Chào mày con. Ừ. Mình bắt được cái này mọi người ơi. Đó. Các bạn thấy ốc bị bự không? Ốc này là ốc một chăn nha, rất là bự. Với lại mình mới bắt được con ghẹ đó. Đây là ốc một chăn nha các bạn. Còn đây là cái ốc nón, là nó như cái nón vậy đó các bạn, thấy không? Thấy nó bự không? Nói chung là mình đi xa nhà đó mình mới bắt được mấy con ốc bự này nè. Đó, ốc này ăn rất là ngon mọi người. Bây giờ mình sẽ luộc với lại nguyên cả ngày hôm nay mình bắt được cái này mọi người. Mình cùng với mấy cháu mình nó bắt được cái này nè. Đó. Các bạn thấy không? Bây giờ mình đi lên nha mọi người. Để mà mình bắt đầu bắt than nha các bạn. Lạnh quá mọi người. Đi đây ăn đủ rồi. Quá trời mệt này mọi người ơi. Nè. Đây thành quả một cây của mình đó. Mệt quá. Quá giỏi rồi mọi người. Ốc này ăn rất ngon nha. Này là ốc mặt trăng. Còn đây là ốc gai nè. Thấy nó gai nhiều không? Mà thịt nó nhiều lắm nha. Đi về ăn mọi người. Đi về mọi người ơi. À, các bạn ơi, mình vừa mới về tới nhà mà các bạn tắm rửa xong rồi. Bây giờ là bắt đầu mình luộc hai nồi các bạn. Mình sẽ luộc hai nồi chia bếp ga cho lẹ nha. Cái luộc than lâu đó bạn. Nè, mọi người xem không?
bây giờ là mình sẽ làm luộc hai nồi nha các bạn. Sẽ luộc hai nồi này nha. Nó đầm cậu ơi. Giật ghé. Giờ mình sẽ luộc hai nồi các bạn. Sẽ luộc hai nồi này nè. Bây giờ mình luộc đi ha. Lại gần tối rồi. Luộc ra. Phải không? Ốc nồi ốc gai đó. Bên hộp. Ốc gai. Cái này là ốc gai nè mọi người. Các bạn thấy nó giống thấy nó gai nhiều không? Nè, này gọi là ốc gai nha. Còn còn cái nồi này là ốc mặt trăng, gọi là ốc bi các bạn. Mình sẽ nấu hai nồi nha, luộc chỉ qua nồi luộc ốc gai cho nhanh nha. Loại ốc này rất là ngon nè. Ốc này cũng là ốc này gọi là ốc ốc hương các bạn. Ốc hương biển. Ốc hương nha. Mình sẽ đổ cái này là lãi này lên trên đây để mình luộc cái vậy. Rồi. Đó, bây giờ là mình sẽ luộc hai nồi này nha. Hai này lấy nắp vô. Đó. Bây giờ là mình sẽ chờ cho nó sôi mọi người. Trước cái thời gian chờ thì mình sẽ làm mấy cái chấm mà mình đã thường ăn hàng ngày cho các bạn xem đó. Mình bắt đầu làm ha. Tôm mình mới ăn. Rất là cay nha mọi người, cay đúng không các bạn, cay lắm, cay rất là cay. Có mùi vậy. Các bạn ơi, bây giờ là mình mời mọi người kiểm tra xem mấy con ốc đã chín chưa mọi người. Hồi nãy giờ mình luộc cũng tầm cỡ 15-20 phút rồi. Để mình xem thử ốc đã chín chưa các bạn. Thì mình nghe. Ồ, chín rồi. Chín các bạn ạ. Sâu quá. Ốc sôi rồi mọi người, ốc sôi rồi. Quá nóng các bạn, quá nóng quá mọi người, cả nhà ốc sôi nha. Ốc kia là sôi nè. Chén để thêm cả 50 phút nữa là chín. Bên đây sao đây? Bên đây chuẩn bị chín rồi. Vì nó sôi các bạn. Ốc phải để cả 5 phút nha, 5 phút sẽ chín. Ốc không vậy luôn. Mới có một nồi thôi à, còn nồi thôi, còn nè, đây là nồi đầu tiên các bạn. Đây là nồi thứ hai. Đang bắt đầu sôi các bạn. Lấy 100 nữa thôi thôi. Ah,
À các bạn ơi, bây giờ là mình bắt đầu thưởng thức cái một cái thử thách mà nguyên cả ngày nay mình đi lặn với mấy đứa con cháu mình nữa các bạn. Bây giờ là bắt đầu chúng ta thưởng thức các bạn. Mình mời các bạn ơi. Ăn cho nó chín ơi. Bắn ơi chị Nặng ơi. À bây giờ mình mời mọi người nha. Bây giờ mình bắt đầu mình thưởng thức các bạn ơi. Quá trời đói các bạn. Mình làm nguyên cả ngày nay mình lặn quá trời. Đó. Nặng cái này vô nè, nặng là 2 trái rồi. À, nặng nặng ít thôi, nặng ít thôi. Lấy cũng như nặng cho. Nặng hết này bạn. Vô luôn hả cậu? Để tôi nặng cho. Vô nè, vô nè. Thôi mình mời các bạn nha, mình mời cả nhà bắt đầu thưởng thức với mình một cái nồi ốc hôm nay nha. Ăn thôi các bạn ơi, mình đói quá. Bây giờ mình mời các bạn nha, bắt đầu chúng ta thưởng thức cái ốc này các bạn. Vô đầu ăn. Rồi mình mời các bạn, mời cả nhà các bạn ơi. Không cho mình ăn đâu. Hai, đâu đó hai. Rồi ăn đi. Rồi cả nhà ơi, cái dàn vàng này ngon lắm nha. Rồi cái dàn vàng ngon lắm các bạn, rất là ngon nha. Các bạn đừng có ăn cái khúc này nha, khúc này nó ruột. Đâu con vàng đó. Giờ mình ăn cái dàn vàng này nó ngon đó các bạn. Không ăn được đâu. Kiểu nào vô nhà lấy cái nồi đi. Cái nồi đó mình luộc có mình giục nó chạy kìa. Hết rồi sao? Chạy nhanh chứ. Nè một cả nhà. Mình ăn ốc này các bạn ơi. Đây. Để đâu vậy? Để đại đi, để đại cho. Ốc đó con bắt. Đây mọi người, đó, trời ơi. Dạ, thằng nào đến gì chứ không đỡ chén mua cái này cho chị chấm chứ. Thì nó dở mà, ăn không đưa tiền mà. Trời ơi, cho nó mua nó 20 ngàn cái xá xị đi. Biết con nghĩ ăn à. Ôi quá rồi, ốc này ốc bi nè. Đang đói bụng mà. Đang đói bụng nha. Mà ăn ốc này vô nó là khỏi chê á cả nhà ơi. Quá trời, mình kéo ra nè. Trời cái ruột nó nằm chổng rồi, uổng quá. Cái nó là ruột qua trong đấu anh. Cái kia đó rồi. Có cần ruột cái này. Cậu, bà Tám còn nó bụi bà Phương không? Cậu ốc miếng vàng rồi. Cậu ơi. Thử. Miếng vàng không? Đưa cái tích qua trong đấu ăn kìa. Ừ. Ngon quá bạn ơi, trời quá đã. Thực sự ra một ngày hôm nay á, là mình đi thử thách đó. Là có thử có bao nhiêu đó. Bé này nó ăn mà nó muốn khóc luôn. Rất là ngon các bạn. Nói chung là lúc nào cũng có thành viên ăn ké mình chứ. Mình rất là thích ăn ốc bi với lại ốc gai. Ốc gai thì thịt nó ngon lắm mọi người. Đó. Rồi, thịt nó giòn đó. Nè các bạn, ốc gai nha. Trời ơi, quá đã. Sao? Trời nó dai không ạ? Ốc gai nó dai lắm nha. Chị mới của mình nè. Trời ơi, mọi người nha. Ăn các bạn ơi. Trời ơi. Nó dai. Nó dai lắm. Ngọt. Nó dai ngon mọi người. Rồi mọi người. Chuyến này ghẹ ngon quá các bạn ơi. Thịt nó đầy đủ luôn. Đằng trước mình ăn là nó không có ngon. Tại vì sao? Chăn mùi chăn á, thường thường chăn tới các bạn, làm cái nó lột các bạn. Đó. Ngon. Mọi người nha. Rồi, thịt gà ngọt kìa. Tranh thủ ăn miếng ốc bi nè. Thấy chưa, nó ăn ghê đó nha mọi người. Trời ơi. Mời các bạn nha. Mời các bạn thưởng thức cái ốc bạc trăng này với mình nha. Ở đây rất là nhiều loại này. Trời ơi. Quá đã mọi người. Cua này ngon ha, cua này chắc ha. Ừ. Chí này đâm, đâm là đâm hung lũng luôn á. Cay không? Trong bàn nước rồi. Ừ. Ăn là ít tốt thôi. Có một trái vậy á. Chứ sao mình làm nhiều vậy, nó ăn ít mình ăn nhiều. Ừ. Đúng không Hy? Thì nó phải ăn ốc với cậu Sinh. Ừ. Cắn ra ăn mới được.
ốc dạ, ốc 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 đập cái tay với cậu đập vô đụng ta nè, lấy cái kia á, lấy cái kia. Cái nó quay vậy. Như đi mất chỗ. Ủa con Như mấy chuyện nước biển ăn ốc nè. Có sao đâu. Ăn vô tối nên thịt bò thịt con ốc á. Nước biển á, nước nó vô trong ốc. Về nhà lấy chai nước xuống. Bây giờ mình sẽ bẻ cái con cua này ra nè mọi người. Nè. Mấy nghe ăn sớm vậy? Nói chung là cái mùa này là cái mùa nó. Bỏ đây uống nè. Uống chai để người khác. Rất là dày nha các bạn. Quá ngon các bạn ơi, ngon quá. Hơi cay, ớt hơi cay. Cái giỏ này bự ha. Ốc này gọi là ốc gì? Ốc này á, trên mạng ấy, nhiều người biết được không? Nó này là ốc mặt trăng, ốc bi, ngon. Ốc ngọc, đúng rồi chị, nhìn ấy. Cay lắm các bạn ơi. Nói chung nó có nhiều tên lắm vậy. Ốc này nó có nhiều tên. Có nhiều tên lắm, ốc bi nè, rồi ốc ngọc nè, ốc trăng nữa. Cái này mình phải dùng kim băng nha mọi người. Cái kim băng là cái này nè. Để mình lấy cái con ốc này ra nè. Ốc này nhìn thấy nó sần sùi chứ thật sự thịt rất là ngon nha. Mình lấy cái kim băng là cái này nè các bạn. Lấy cái kim băng để mình cậy nó ra nó cứng á, rồi mình đưa nó ra nó ngon hơn. Cái đít vàng vàng này ăn ngon các bạn, đừng có ăn khúc trên này nha. Tại khúc trên này là rong, mình ăn khúc này nè, nó ngon lắm. Cậu tăng tăng luôn con. Người ta làm nhẫn đó. À, hồi đó chị còn nhẫn nè. Bánh cua ngọt thế trời. Cay lắm. Nè bói. Cái chén này vừa hết rồi. Quá trời cay mọi người ơi. À, các bạn ơi, bây giờ mình đã thưởng thức xong cái món ốc hôm nay của mình các bạn. Thì nói chung là lâu lâu thì mình sẽ tổ chức đi thử thách một ngày để mà coi thử mình bắt được cái gì. Nói chung là ở hòn này rất là nhiều thứ các bạn à. Mình còn nhiều cái thử thách với lại nhiều cái nói chung là mình sẽ bỏ ra một ngày hay là mình sẽ làm một cái món ăn nào đó. Thì các bạn ơi, rất là tuyệt vời nha. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay và hấp dẫn thì nhớ đăng ký subscribe và chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Bây giờ làm Sinh chào và hẹn gặp các bạn vào những cái clip hấp dẫn sắp tới nữa. Bye bye các bạn, xin chào. Quá trời ngon mọi người, ngon quá.